Xin chào các bạn, xin chào mấy bạn đến với kênh Trồng Hương của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về cái vấn đề mà chắc chắn là những anh em mà mới nuôi trồng sẽ thắc mắc cũng như sẽ gặp phải. Thì cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ là khi mà anh em nuôi con trồng hương, đặc biệt là khi anh em chia sẻ con trồng hương baby về anh em nuôi. Đó, thì tại sao anh em nuôi con trồng hương baby nó chậm lớn. Đó, nó chậm lớn rồi nó có thể là nó ăn yếu, nó kén ăn. Đó, là do đâu? Đó, do những cái lý do nào mà khi mà mình chăn nuôi á. Thì khi mình theo dõi về thì mình thấy có những trại người ta ra thì trồn ra đòi ăn, còn trại mình thì không. Cũng như là mình nuôi con trồn nó lâu lớn đó, thì mình xin chia sẻ luôn. Thì con trồn hương baby con, thì khi mà tách mẹ tập ăn gành, thì con trồn hương nhìn con baby nào cũng như con nào, nó chỉ khác nhau ở chỗ là con nào mẹ tốt sữa hơn thì nó sẽ mũm mĩm hơn, nó mướt hơn. Còn con nào mẹ nó sữa nó nóng hơn thì con nó sẽ không có bự bằng, không mũm mĩm cũng như là không có mướt bằng. Nhưng mà khi mà trồn nó tập ăn mạnh, anh em nuôi thì từ cái giai đoạn mà cái tháng thứ 2 cho tới tháng thứ 3 thì hầu như con trồn nó sẽ không lớn nhiều. Lý do là nó chững lại khi mà nó đang bú sữa mẹ, mình tách ra, mình cho nó ăn, mình tập nó ăn, thì nó cơ địa nó chưa có quen, cơ thể nó chưa có quen với tập ăn, mồi thức ăn mà không phải sữa thì nó sẽ chậm lớn. Có những trường hợp là tập ăn trồn là trồn không lớn luôn đó, tới chừng mà nó ăn gành là nó quen rồi thì nó mới lớn. Còn mới đầu là nó chưa ăn quen là nó ăn để nó biết ăn thôi, để nó sẽ nó sống thôi, chứ nó cũng không lớn bao nhiêu đó. Thì giai đoạn từ 2 tháng tới 3 tháng là hầu như là trồn không phát triển được bao nhiêu, chủ yếu là tập ăn rành thôi. Thì cho nên mình ý mình muốn nói ở đây là giống trồn hương thì cái giống to con hay là cái giống nhỏ con. To con ở đây mình nói là giống trồn mực cái dao động từ 3kg cho tới 3,5kg, 4kg cái trơ. Đối với cái trơ thì giống nhỏ con là cái từ 1,8kg cho tới dưới 3kg. Đó, tới 2,5kg đó là giống nhỏ con. Thì hai cái giống này á, thì khi mà mình còn nhỏ thì nhìn con nào cũng như con nào thôi. Đôi khi con nhỏ con mà mẹ mát sữa thì nó nuôi con nó giống bự hơn cái con kia luôn đó. Thì khi mà như vậy á, thì là cái con giống đầu vào nó cũng quyết định là con trồn của mình nó có to, nó có bự hay không. Nó có to con, nó có bự hay con hay không thì nó phụ thuộc vào con giống. Nó phụ thuộc vào con giống và cũng như là cái chế độ dinh dưỡng. Thì con trồng hương chỉ phát triển từ cái tháng thứ 3 trở về tới cái tháng thứ 8 là con trồng sẽ phát triển nhiều nhất. Và đặc biệt là từ tháng thứ 4 cho tới tháng thứ 7 là con trồng phát triển vượt bậc luôn. Đó, thì từ tháng 2 tới tháng 3 là tạo cái nền tảng cho nó. Rồi từ tháng 3 tới tháng 4 con nào quen sớm thì sẽ phát triển sớm, còn nào trễ hơn thì sẽ giữa tháng 3 tới tháng 4, và con nào trễ nữa thì từ tháng 4 nó sẽ phát mạnh. Thì khi phát mạnh thì mình nuôi một tháng nó sẽ lên từ 700g cho tới hơn 1kg luôn đó. Thì đối với những cái giống trồng hương bự, còn đối với những cái giống trồng hương nhỏ con thì khi mà nó bước vào giai đoạn tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 mà mình nuôi nó một tháng lên chỉ khoảng 300g, 400g, 500g thì những con đó là giống nó không bự đó, thì nó sẽ không phát bằng cái giai đoạn đó. Thì lý do là khi mà nó lớn hết chỉ thì nó chỉ khoảng 2kg cho tới 2,5kg thôi. Đối với con cái thì như vậy thì nó sẽ giãn đều ra đó, nó giãn đều ra chứ nó không có lớn vượt bậc như cái giống bự. Thì cái đó là mình nói về con giống. Rồi cái chế độ mà dinh dưỡng mà cách cho ăn để mà giúp con trồn phát triển
thì có rất nhiều anh em nuôi chồn, kể cả có những anh em đã nuôi rồi luôn, nuôi một thời gian, nuôi lâu rồi nhưng mà vẫn mắc cái sai lầm rất là nghiêm trọng. Đó là khi cho con chồn hương ăn á, thì cho cá và chuối vào một lượt đó, thì chiều ra bỏ cá và chuối vào cho chồn ăn. Thì khi đó con chồn hương nó sẽ ăn chuối mà nó không ăn cá, rồi tới khuya 9-10 giờ khuya thì nó mới ăn cá. Thì khi đó cái con cá nó đã bị ương rồi, con cá nó không còn tươi nữa, thì con chồn ăn sẽ lâu tiêu. Lâu tiêu nó kéo dài theo cái bữa sau thì con chồn nó sẽ ăn yếu, lâu dần thì cái bao tử con chồn nó sẽ teo lại và nó ăn yếu, thì con chồn nó sẽ còi cọc, nó không phát triển. Mặc dù giống mình bự đi nhưng mà nó ăn còi cọc, nó không phát triển, nó nhỏ con, nó đôn con giống lại đó. Thì cái lý do đó là do chăn cho, cách cho ăn. Thì cách cho ăn tối ưu nhất thì buổi chiều mình cho nó ăn cá, rồi mình bỏ nó đi đó, nó ăn gì nó ăn. Tối khoảng 8 giờ cho tới 9 giờ, 10 giờ trước khi mình đi ngủ á, thì mình ra mình cho con, cho mỗi con chồn một trái chuối. Thì như khi đó thì cá nó đã ăn xong hết trơn rồi, nó đã tiêu quá luôn rồi, nó ăn cá xong tiêu quá rồi, nó no rồi, rồi cái bụng nó đã lắng xuống rồi, mình cho một cái chuối vào thì nó ăn nó sẽ ngon miệng, cũng như là giúp cho bữa hôm sau nó sẽ ăn sung hơn, nó ăn sung hơn bữa hôm trước. Thì khi mà con chồn hương mình đã ăn sung rồi thì mình thấy nó ăn sung, mình cho nó một con cá ba ngón tay, mình thấy nó ăn hết nhanh gọn lẹ thì mình cho thêm nửa con ba ngón tay nữa, mình thấy nó ăn hết ngon nhanh gọn lẹ nữa thì mình lên hai con đó. Thì mình cũng phải thúc nó đó. Thì khi mình cho nó ăn hai con hết rồi thì mình tăng lên, mình tăng khi nào mình thấy con chồn nó ngơi thôi thì mình biết được cái sức ăn của nó rồi, để mình cho nó ăn, để cho nó phát triển. Tại vì trong cái giai đoạn nó lớn, trong giai đoạn nó tuổi dậy thì á, là nó rất là cần nhiều lượng thức ăn để cho nó phát triển lên, nó bự lên đó. Mà khi đó mình không biết, mình đi cho ăn theo cái chế độ bình thường từ nhỏ thì nó sẽ không đủ cái lượng dinh dưỡng để nó phát triển, thì sẽ khiến con chồn nó bị sừng lại đó, thì khiến con chồn bị sừng lại. Rồi tới khi mà con chồn nó 8 tháng rồi, 7 tháng mấy, gần 8 tháng rồi, lúc đó là chồn nó bắt đầu chững lại rồi, thì lúc đó nó ăn mạnh. Anh em thấy vậy, anh em thấy nó nhỏ quá, anh em lại thúc mồi vô. Thì vô tình cái những cái tháng mà cuối tháng 7 á, với cái tháng 8 đến tháng 10 á, mình thúc mồi vào á, thì sẽ khiến cho con chồn á, nó không lớn được bao nhiêu. Tại vì cái bộ khung nó đã chững rồi. Kiểu như mà một đứa trẻ mà cái độ tuổi dậy thì là từ 12 tuổi cho tới 16, 17 tuổi. Thì khi tới cái tuổi 17 rồi thì cái bộ khung nó đã chững rồi, nó không còn lớn được hơn bao nhiêu nữa, nó chỉ nhích lên được chút xíu nữa thôi. Thì khi mình cho ăn quá nhiều á, mình cho ăn quá nhiều như vậy á, thì sẽ kéo theo á, là con chồn của mình á, nó sẽ bị mập đó. Lúc đó con chồn mình nó sẽ bị mập mà nó sẽ không bự bao nhiêu đó. Rồi con chồn nó mập thì nó sẽ chậm lên giống đó. Thì mình xin chia sẻ đó là những cái sai lầm mà thường mắc phải ở khi mà nuôi chồn á. Thì mình cũng khuyên anh em nuôi á, thì từ tháng thứ 3 tới tháng thứ 7, nếu mà chồn á, mình thấy nó ăn mạnh thì mình nên thúc mồi thêm. À, mình thúc thêm cá, mình thúc thêm ếch, à, mình thúc cho nào nó ăn ngơi thôi, nó ăn hết nổi thôi, thì mình sẽ giảm xuống một chút xíu. Rồi một thời gian nữa, nó ăn một thời gian, nó ăn mạnh rồi, nó lớn nữa rồi, thì khi đó nó sẽ ăn, cái lượng cá nó ăn rất là nhanh, thì mình sẽ tăng lên nữa. Rồi mình tăng lên, mình thấy nó ngơi thì mình sẽ giảm lại một ít đó. Thì mình cứ vậy mình nung nó, mình nung bao tử nó, cung cấp chất dinh dưỡng đó cho con chồn mình, nó lớn, nó phát triển vượt bậc. Mà con chồn mà nó phát triển vượt bậc á, cái bao tử nó to, nó khỏe, thì cái nền á, cái nền tảng, cái chân của nó, cái nền tảng nước chân á, nó rất là tốt. Ý mình nói đây là mình tạo cái tiềm lực cho con chồn, là khi mà nó bước lên giai đoạn hậu vị, chuẩn bị sinh sản á, là con chồn mình nó rất là mạnh, rất là khỏe đó, cái sức khỏe nó rất là mạnh, cũng như là cái bao tử nó rộng, nó to, nó ăn được nhiều. Thì khi đó đó, mình tiến hành mình phối giống á, khi nó mang thai nó sanh con ra thì con chồn ăn rất là mạnh. Thì khi mà nó sanh ra những con chồn ăn rất là mạnh á, thì chung quy lại á, thì sữa nó sẽ đủ để nuôi con đó. Còn những con chồn mà mình nuôi nó còi cọc, cái nền tảng nó đã yếu rồi, thì khi mà nó sanh con ra thì nó sẽ bị thiếu sữa. Rồi thiếu sữa, con nó cứ bú hoài thì nó cũng không ăn được bao nhiêu, rồi nó cứ nằm cho con bú, rồi kéo theo á, là con mẹ bị gút, con bị gút đó. Thì khi tách bầy á, thì con không được bự, cũng như là con mẹ nó sẽ chậm lên giống lại, nó phải hồi phục lại nó mới lên giống. Nó thì cái đó là anh em bị ảnh hưởng từ cái nước nuôi ban đầu
từ ban đầu mình đã nuôi sai sai lầm mà sai cách rồi, thì khiến kéo theo á cái hệ lụy là chồn của mình nó con không được tốt, cũng như là mẹ chậm lên giống lại, cũng như là thiếu sữa cho con đó. Thì cái đó là mình góp mỗi chút một ít từ cái lúc mà ban đầu mình chăn nuôi đó, mình nuôi nó mỗi cái tích lũy dần lại, chứ không phải mình đợi con chồn nó bự rồi mình mới thúc, mình mới cho nó ăn thì chỉ khiến cho con chồn nó mập thôi đó. Thì mình cũng xin chia sẻ với anh em như vậy đó. Còn những anh em có thể nói chồn nhỏ con, chồn bự con, thì chung quy lại sau này nếu mà bán thương phẩm thì sẽ bự con bán không được đó. Thì mình cũng xin chia sẻ thẳng thật lòng với anh em luôn, con chồn nhỏ con thì khi anh em mà nuôi thương phẩm á, mà anh em để bán được á, thì anh em phải nuôi con chồn đó nó ba gọi, nó không mập, nó không ngớm, nó vừa phải, nó vừa phải. Cái chế độ ăn của thương phẩm là theo cái chế thương phẩm, là cho ăn theo được cái mực chuẩn mực, chứ không phải là cho ăn để thúc chồng bự, hoặc cũng phải cho ăn là để chồng ốm. Thì khi mà con giống nhỏ con á, mà mình nuôi để đạt chuẩn thương phẩm á, thì có khả năng á là nó sẽ rớt dưới 2 kg, mà con chồng hương thương phẩm mà dưới 2 kg là nó sẽ rớt qua loại nhì đó, tại vì nó quá nhỏ. Tại vì cái giống nó khi mà lớn hết chỉ nó chỉ khoảng 2 kg tới 2 kg rưỡi, đó là nó cũng đã hơi rồi, hơi có dấu hiệu tròn rồi. Thì nếu như mình nuôi thương phẩm, mình nuôi nó ba gọi á, thì nó sẽ lại dưới cái khoảng cho phép của những cái con chồn nuôi thương phẩm. Còn khi mà anh em nuôi chồn hương mà giống mà cái từ 3 kg đổ lên, cũng như đực là từ 4-5 kg, thì khi mình nuôi thương phẩm á, mình nuôi theo chế độ ăn bình thường á, thì con chồn của mình á, nó sẽ không có lớn theo kiểu mà vượt bậc một tháng lên gần cả ký, mà nó sẽ lớn đều đều một tháng khoảng nửa ký, 400-500 gram nửa ký. Tại vì chế độ ăn mình không thúc, mình cho ăn ba gọi mà, thì khi đó khi nó lớn lên hết chỉ thì khả năng con cái á, nó ba gọi á, là nó khoảng 3 kg, 3 kg trên dưới 3 kg, và con đực á, là nó khoảng 4 kg trở lại đó, khoảng 3 kg mấy 4 kg. Thì khi đó là nó sẽ lọt vào cái khung chồn thương phẩm loại nhất đó. Tại vì con chồn mình cái khung nó bự nhưng mà nó không mập, thì nó ba gọi đó, thì cái cân nặng nó chỉ tầm đó thôi đó. Thì mình bán thương phẩm nó có giá, nó có giá hơn, cũng như là nó cân nặng thì nó có tiền nhiều hơn đó. Chứ không phải là con thương phẩm mình cho ăn nó mắc chỉ nó bự lên 5 kg mấy đó. Thì thường anh em thấy đi, con chồn mà bự 5 kg mấy nó rất là to, cũng như là nó cũng có hơi mập đó. Thì chứ còn nếu như mà nó ba gọi mà để đẹp, dài to đẹp ba gọi á, thì nó khoảng tầm 4 kg mấy thôi. Nhưng mà anh em vô chu trình thương phẩm rồi thì nó sẽ bị giật lại, tại vì anh em không có cho ăn theo kiểu nuôi con giống được. Tại vì nuôi thương phẩm là mình phải theo cái cách nuôi thương phẩm, cái lượng thức ăn vừa phải để giảm thiểu cái chi phí thức ăn, cũng như là cái chất lượng phẩm chất của con chồn để mà mình xuất bán đi đó. Thì mình cũng xin chia sẻ anh em như đây thôi. Hẹn gặp lại anh em vào một cái video sau.